Cô chào tất cả các em. Chúng ta tiếp tục bài học nhé các em. Các em thử kể tên vài loài động vật, thực vật mà các em biết nè. Câu này rất là dễ, rất là gần gũi với mình đúng chứ? Cho nên các em tự tìm hiểu ha. Động vật, thực vật, chúng đều là những cơ thể sống, cho nên chúng sẽ có những đặc điểm chung giống nhau. Đúng không nào? Nhưng nếu đem so sánh với nhau thì chúng sẽ có những đặc điểm gì để phân biệt với nhau? Chúng ta vào bài 2. Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật là gì? Chúng ta đi vào phần đầu tiên của bài. Các em hãy mở sách giáo khoa trang số 9, quan sát kỹ cho cô hình 2.1. Các biểu hiện đặc trưng của giới động vật và thực vật. Thì ở trên hình các em thấy nè, giới thực vật thể hiện đó là cây khoai tây, đúng không nào? Đó là hình A. Và giới động vật đó là hình B và C, đó là con chuột và con mèo. Đúng chưa nào? Và biểu hiện đặc trưng ở đây đó là biểu hiện gì? Các em lưu ý cho cô ba cái biểu hiện trên cái hình này. Biểu hiện thứ nhất đó là về cấu tạo tế bào. Thì người ta tách tế bào của thực vật và tách tế bào của động vật đem so sánh với nhau về cấu tạo, xem coi là chúng có những đặc điểm nào giống nhau và đặc điểm nào khác nhau. Đó là biểu hiện đặc trưng thứ nhất, các em lưu ý ha, trên hình thể hiện rất là rõ. Đặc trưng thứ hai đó là cách dinh dưỡng. Thì em thấy nè, ở cây khoai tây đó là hình A, thì cơ quan dinh dưỡng của nó là gì? Rễ nè, rễ sẽ hút nước và muối khoáng theo mạch gỗ vận chuyển lên các bộ phận của cây, đó là đưa đến lá nữa. Thì lá có chức năng là gì? Sử dụng nước và muối khoáng đó để tổng hợp nên chất hữu cơ. Vậy lá tổng hợp nên chất hữu cơ thì chất hữu cơ này sẽ theo mạch ray đi đến các cơ quan của cây để nuôi cái cây đó, và nó được dự trữ ở củ nữa. Đúng không nào? Thì kiến thức này các em đã được học ở chương trình lớp 6 nha. Về phía động vật thì cách dinh dưỡng của nó như thế nào? Khi mà động vật đói, ví dụ như con chuột và con mèo, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tìm thức ăn, tìm chất dinh dưỡng có sẵn. Đó là gì mấy em? Con chuột này nó sẽ đi làm gì? Đi tìm củ khoai tây để ăn nó, gặm nhấm nó. Còn con mèo khi đói thì nó sẽ đi săn chuột để mà làm thức ăn cho nó. Đó là cách dinh dưỡng của động vật. Và đặc trưng thứ ba ở đây là các em đã lưu ý cho cô cái vấn đề khả năng di chuyển. Thì em thấy là đối với động vật như là chuột và con mèo ở đây thì khi đói nó sẽ làm gì? Nó sẽ di chuyển để tìm thức ăn. Còn thực vật thì sao? Nó có khả năng này hay không? Đấy, đó là ba cái biểu hiện đặc trưng giữa giới thực vật và động vật trên cái hình này. Các em lưu ý ha, để chúng ta làm cái bảng một ở trong sách giáo khoa. Đây là nội dung của bảng 1 trong sách giáo khoa. Các em hãy hoàn thiện cái bảng này bằng cách là đánh dấu chéo vào ô cho thích hợp. Đến đây các em có thể dừng video lại một chút xíu, tầm khoảng 2 phút. Sau đó các em tự mình làm và đánh vào trong sách giáo khoa nhé. Sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta có thể click để cho cái video nó chạy tiếp. Sau đây chúng ta sẽ kiểm tra xem coi là kết quả như thế nào ha. Bây giờ cái đặc điểm đầu tiên đó là cấu tạo từ tế bào. Thực vật có cấu tạo từ tế bào, động vật cũng vậy ha. Thành cellulose ở tế bào. Thì thành cellulose là gì? Cellulose còn gọi là chất xơ đó em. Thực vật thì trong tế bào của nó có, còn động vật là không. Khả năng lớn lên và sinh sản. Cả động vật và thực vật đều có hết. Tức là động vật, thực vật khi lớn lên đến một giai đoạn nhất định thì nó cũng có khả năng sinh sản để mà duy trì nòi giống. Đúng chưa nào?
Rồi, tiếp theo, về chất hữu cơ nuôi cơ thể thì thực vật là nó tự tổng hợp được chất hữu cơ như nãy chúng ta phân tích cái hình cây khoai tây đó như nè. Còn động vật thì sao? Nó không tự tổng hợp chất hữu cơ mà phải sử dụng chất hữu cơ có sẵn, có nghĩa là khi đói thì nó phải đi tìm thức ăn, tìm cái nguồn chất hữu cơ có sẵn. Nó không thể nào tự tổng hợp được chất hữu cơ. Tại sao lại có sự khác nhau đó? À, đến đây dừng lại một chút xíu để chúng ta làm rõ hơn nhé mấy em. Đây. Ở thực vật nó có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ vì sao? À, nhờ có diệp lục nó có khả năng quang hợp, tổng hợp đến chất hữu cơ thì hình thức này gọi là tự dưỡng, có nghĩa là tự tạo chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, gọi là tự dưỡng. À, đây là cái sơ đồ các em đã học ở chương trình lớp 6 rồi nè. Đây là quá trình quang hợp. Thì nước khí carbonic dưới ánh sáng mặt trời, chất diệp lục lá sẽ tổng hợp ra tinh bột cộng với khí oxy, và từ tinh bột nó sẽ kết hợp với lại một số mối khoáng hòa tan mới tạo ra được chất hữu cơ để nuôi toàn bộ cơ thể của thực vật. Đúng chưa nào? Còn ở động vật thì sao? À, động vật thì sử dụng chất hữu cơ có sẵn, có nghĩa là ăn thức ăn, ăn cái nguồn chất hữu cơ có sẵn gọi là dị dưỡng. Vậy tại sao động vật lại không có khả năng tự dưỡng như thực vật được mà lại phải dị dưỡng nè? Tại sao? Ví dụ như em thấy là khi em nuôi một con chó, con mèo nào đó, ở bữa đó em ví dụ như em lười quá, em không muốn cho nó ăn, em nói thôi bây giờ cho nó ra nắng đứng để quang hợp một chút xíu đi, hấp thụ ánh nắng đi, quang hợp đi một chút xíu no rồi lại dắt nó vào, có được không mấy em? À, chắc chắn là không. Tại sao như vậy? À, bởi vì ở cơ thể của động vật cũng như là con người thì trong cơ thể không có diệp lục, cho nên không có khả năng quang hợp như những loài thực vật, cho nên là phải sống hình thức là dị dưỡng nhé. Đó, em nhớ rõ cho cô chỗ này. À, tiếp theo, về khả năng di chuyển thì như thế nào? À, thực vật thì không có khả năng di chuyển, còn động vật là có khả năng di chuyển. Hệ thần kinh giác quan thực vật là không, còn động vật là có. Đúng chưa? Thì đây là bảng đã sửa chính xác. Các em hãy nếu có sai thì các em tự tự sửa sửa vào cho mình nhé. Rồi. Từ bảng này các em hãy tìm cho cô nè. Sau khi chúng ta làm bảng này xong thì chúng ta sẽ tìm cho cô điểm giống nhau giữa thực vật và động vật, đó là gì? À, vậy giống nhau là gì? Đều có cấu tạo từ tế bào, đều lớn lên và sinh sản. À, bởi vì động vật và thực vật chúng đều là những cơ thể sống hết, cho nên đều có cấu tạo từ tế bào, có khả năng lớn lên và sinh sản. Như vậy điểm khác nhau là gì mấy em? À, đương nhiên điểm khác nhau là những điểm còn lại, đó là về cấu tạo của thành tế bào. À, khác nhau về cấu tạo thành tế bào nè. Rồi khác nhau về gì? Cách dinh dưỡng, khác nhau về khả năng di chuyển, khác nhau về hệ thần kinh và giác quan. Đúng chưa nào? Như vậy chúng ta đã kết thúc xong cái phần phân biệt giữa động vật với thực vật. Trong phần này thì các em sẽ học cho cô cái bảng 1 sách giáo khoa trang số 9. Chúng ta chuyển sang phần 2 nè. Đặc điểm chung của động vật như thế nào? Đây, các em hãy làm cho cô lệnh ở trang 10 sách giáo khoa. Em hãy xác định ba đặc điểm chung quan trọng nhất của động vật để phân biệt với thực vật là gì? À, thì sau khi chúng ta tìm ra cái điểm khác nhau giữa động vật với thực vật đó em, thì chúng ta có thể làm được bài này ha. Thì đến đây các em cũng có thể dừng lại một đôi chút để chúng ta tự làm, rồi sau đó chúng ta cho video chạy tiếp nhé. Rồi, như vậy kết quả ở đây là gì nè? Đặc điểm thứ nhất đó là chúng có khả năng di chuyển. Nè, đặc điểm thứ hai là chúng có hệ thần kinh và giác quan. Và đặc điểm cuối cùng đó là động vật đa số đều là dị dưỡng hết, có nghĩa là khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn. Thì đây là ba đặc điểm chung quan trọng nhất của động vật. Đây, các em hãy ghi ba đặc điểm này vào trong vở nhé. À,
Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 3 La Mã, sơ lược phân chia giới động vật như thế nào. Thì trong chương trình sinh học 7, chúng ta sẽ được học đến 8 ngành động vật chủ yếu. Đó là gì? Ngành động vật nguyên sinh nè, ngành ruột khoang nè, ngành dung dẹp, dung tròn, dung đốt, các ngành thân mềm, ngành chân khớp, ngành động vật có xương sống bao gồm có 5 lớp, đó là lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Thì cái trình tự sắp xếp từ ngành thứ nhất cho đến ngành thứ 8 là được sắp xếp theo cái mức độ tiến hóa từ thấp đến cao, mấy em, từ đơn giản đến phức tạp, và tiến hóa nhất đó là động vật lớp thú. Thì tất cả những ngành động vật này các em sẽ được học trong chương trình sinh 7. Đó là sơ lược phân chia giới động vật. Thì phần này các em chỉ xem ở sách giáo khoa trang 10 nhé. Chúng ta đi tiếp sang phần thứ tư, đó là vai trò của động vật. Động vật có những vai trò gì trong tự nhiên, trong đời sống của con người? Các em hãy mở sách giáo khoa ra ở trang số 11, bảng 2, động vật với đời sống của con người. Yêu cầu thứ nhất, các em hãy xác định vai trò có ích và có hại của động vật đó là gì? Thì nhìn vào bảng này chúng ta cũng thấy rất là rõ, người ta đã liệt kê cho các em đầy đủ những cái chức năng có ích và có hại của động vật. Có ích thứ nhất đó là gì mấy em? Động vật cung cấp nguyên liệu cho con người như làm thực phẩm nè, lông nè, da nè. Rồi có ích thứ hai đó là động vật dùng làm thí nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm thuốc. Và vai trò thứ ba, có ích thứ ba đó là động vật hỗ trợ cho con người trong lao động, giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh, đúng không nào? Và cuối cùng đó là động vật có tác hại, là chúng là động vật trung gian truyền bệnh cho con người. Rồi, yêu cầu thứ hai là các em hãy cho ví dụ đại diện tên động vật ở mỗi vai trò cho phù hợp. Thì dưới bảng này có một số tên gợi ý, thì ngoài những cái tên gợi ý này các em có thể cho thêm những cái tên ngoài thực tế mà các em biết ha, cho nó phù hợp vào cũng được nhé. Đến đây các em cũng có thể tự dừng cái video lại nhé, và chúng ta làm xong rồi chúng ta cho video nó chạy tiếp để chúng ta kiểm tra cái kết quả của mình như thế nào. Rồi bây giờ cô sẽ cho các em xem kết quả nhé. Thì cung cấp làm thực phẩm như là lợn, bò, gà, vịt, vân vân. Rồi, lấy lông như là cừu, gà, vịt ha. Thì người ta lấy lông có thể là người ta sản xuất ra như là chăn màn đó ha. Rồi da thì có là da cá sấu, trâu, bò nè. Thì người ta sử dụng da của nó để làm gì mấy em? Trong một số ngành da thuộc ha, người ta làm cặp, làm ví, làm dây nịt nè, vân vân. Hoặc là da trâu, da bò người ta còn thể sử dụng là làm gì? Mặt của cái trống mấy em, mặt trống ha. Đấy. Rồi trong thí nghiệm, trong học tập nghiên cứu khoa học thì có ớt nè, giun nè, thử nghiệm thuốc như là khỉ, thỏ, chuột bạch, vân vân. Rồi. Hỗ trợ cho con người trong lao động thì có trâu, bò, ngựa, voi nè, hỗ trợ sức kéo cho con người đó. Rồi giải trí, thể thao, rồi bảo vệ an ninh, đúng chưa nào? Và cuối cùng đó là động vật truyền bệnh cho con người như là ruồi, muỗi. Như vậy em biết là ruồi, muỗi thì thường truyền bệnh gì cho con người mấy em? Muỗi thì có thể là truyền bệnh sốt xuất huyết nè, bệnh sốt rét nè, đúng không? Ruồi thì có thể là truyền bệnh gì, kiết lỵ nè mấy em, thì sau này mấy em sẽ học ha, vân vân. Còn có nhiều loài động vật khác có thể truyền bệnh nữa, đúng chưa nào? Ví dụ như em thấy là cúm gia cầm là do động vật nào truyền bệnh? Đó là do một số loài gia cầm như là gà, vịt, vân vân, đúng nào? Đó, các em hãy tìm hiểu thêm một số bệnh mà do động vật truyền sang cho con người, em có thể tìm thêm ở bên ở ngoài đời sống của mình nữa nhé. Và từ đó để chúng ta biết cách để chúng ta phòng bệnh như thế nào. Này, đó là vai trò. Đây là nội dung chính các em cần ghi vào trong vở của mình. Rồi, bài học đã kết thúc ha. Thì những điều lưu ý trong bài này đó là các em hãy ghi đầy đủ nội dung của bài,
Và phần nào ghi không kịp thì chúng ta có thể là tua cái video lại và chúng ta cho nó dừng để chúng ta ghi cho nó kịp bài ha. Rồi học bài nè, chuẩn bị bài quan sát một số động vật nguyên sinh. Thì ở đây á, các em hãy tìm và xem trước những cái đoạn phim ngắn về trùng dày, trùng biến hình, trùng roi trên cái YouTube và chúng ta sẽ ghi nhận vào vở của mình. Đó là em ghi sơ nét về đặc điểm cấu tạo, về hình dạng như thế nào, kích thước ra sao và môi trường sống của nó như thế nào. Đấy ha, thì các em mở sách ra và chúng ta xem coi trong sách đó, trong sách của bài học sau á, người ta yêu cầu cái gì, có những hình ảnh như thế nào, các em nên chuẩn bị trước và chúng ta xem trước những cái này ha, những cái nội dung này. Rồi, như vậy cô chúc các em là học tập tốt nè. Mến chào các em.